Xin chào tất cả anh em nhà mình nhá. Chương trình lại lên giấc ngủ con Neo 79 anh em. Mở bát tay đầu, làm quả 8 lượt miễn phí, không biết có nổ được mắc win không anh em ạ. Thì mời tất cả anh em cùng theo dõi mình giấc ngủ con Neo 79 anh em. Vốn là 75 anh em ạ. Săn máy được phà miễn phí thế này không biết có ngon không anh em. 5 lượt anh em ạ. Được bao nhiêu vậy? Có được 8 lít anh em ạ. Liệu có ra sản phẩm pha này không? Ôi xài ơi, cái hũ này mình cũng lần đầu trải nghiệm anh em ạ. 5M5 anh em ạ. Đúng rồi. Càng nhiều càng ít anh em ạ. 6M này. À 10M anh em ạ. Đúng rồi, chuẩn đấy, 14 này. Ngon này anh em ạ. Đu đủ à? Phải đu đủ. 19M nhưng mà nhà mình này. Đúng rồi, chuẩn anh em ơi. Pha này mới là pha gọi là dỡ này anh em. Ui giời ơi, làm quả mắc mẹ 12 tỷ nữa. Được có 30M anh em ạ. À. 31 này. Còn mấy lượt vậy? Nhìn chả hiểu lượt của nó ở đâu anh em ạ. À. Còn 2 lượt đấy. Phải không nhỉ? Cũng lần đầu quay cái hũ này nên bớ ngớ một chút thôi nhưng mà được 36 này. Ui sâu à. 37 này. Ngồi đến một số rồi nhưng mà 40 này, uy tín cho anh em nhà mình. Nho nào, lên quả full nho đúng rồi. Ui trời, sau nho pha này không ra sản phẩm ấy. À, còn 6 lượt hay 1 lượt về đây anh em ạ. Ui, được 40 anh em ạ. Nói chung là mở bát tay đầu thì cũng gọi là ok anh em ơi. Nếu anh em xem thấy video hay thì đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh anh em. Còn anh em muốn đăng ký con Neo 79 và nhận 39k thì link mình có để dưới phần bình luận cho anh em đăng ký anh em. Khi anh em đăng ký anh em liên hệ qua tele của mình, hoặc anh em liên hệ tele của mình là anh em đăng ký cũng được anh em ạ. 39k thôi đủ trải nghiệm gần 1.000 cái hú đây anh em ạ. Được 150. À được 750 này anh em ạ. À được miễn phí à? À không phải anh em ạ. Lai dai lại có 40 anh em. À pha này 1M này anh em. Được. Khả năng là ui miễn phí này. Đúng không cả nhà? À không phải. Tưởng được miễn phí nên thì lại phải rực rỡ anh em nhà mình. Ôi, 50% và lên quả phải 500% nữa thì úi rồi. Pha này được 2 lít. À được 3M đấy anh em. Vãi nồi thật. Pha đấy mà nổ được 3M anh em ạ. À được 5M mấy đấy anh em. 5M7 đấy anh em. Đùa nhau này. Lại được pha miễn cái gì vậy? Được pha miễn phí phát nữa thì thôi. Lại phải rút hơi mỏi tay. À bóng này, xanh xanh này. Ờ, à, pha này miễn phí à? Ui xài ơi, miễn phí đâu, miễn phí đâu. Khoái cái miễn phí nhưng mà. Lắm vậy xong là miễn phí nha. Một M2. Nói chung là cầu kèo nhiều toang thì anh em có thể sang hú Neo 79 trải nghiệm xem như thế nào. Còn mình trải nghiệm thì vẫn gọi là ổn anh em.
vẫn ổn anh em ạ. Ủa bên này nó không giống như mấy cái app kia đâu nhiều, nó là web anh em ạ. Nói chung là anh em biết là web là cổng là vì một là lớn nhất là Việt Nam, lớn nhất và là thế giới luôn nha anh em ạ. App chỉ là nhỏ bé tí thôi nhưng mà được 2 M1, ui xài 1,5 có vẻ nó không hút máu cho lắm anh. Cái hú Neo 79 này thật sự là mình không thể nào trải nghiệm được hết cho anh em xem, đầy đủ các thể loại luôn nhưng mà hai cụ à, hai hai m a 250 à, quay nhanh xem được có pha nào miễn phí để ngồi chơi chơi đếm anh em ạ. Đờ bất ngờ quay nhanh em ạ, nó dính phát thì không nhanh được. Làm vài phút nữa này chốt kèo nhưng mà nếu mà không lên chốt kèo anh em lại có video để xem rồi. Một mờ pha này miễn phí nhà mình đâu, lên phát nào. Ôi tưởng miễn phí bố nào không dính vậy. À đây à anh em phải không? Được, đéo phải. Được pha miễn phí nó lại tầm 4 50 nữa đi ngon. Cú này tên gì tí mình sẽ cho anh cái tiêu đề nhé. Mình chả biết đâu toàn. Anh em tự tìm tìm đấy, anh em tự bới anh em ạ. Có khi bới cả ngày mà cũng có tên ấy, bới cả ngày mà cũng không biết là cái hú gì anh em ạ. À xuống anh em ạ. Nhìn nó cũng là hút nhẹ nhẹ thôi nhưng ăn được phải chuồn. Miễn phí cũng thấy được làm cái số gọi là số lẻ lẻ đấy nhưng mà chốt 1 20 này để xem như thế nào nhá, lại còn 5 lít cơ à? Được, uy tín chất lượng Neo 79 đấy. Lít nhỏ quá nhỉ anh em, nó nổ cho mình pha cũng gọi là mắc win rồi. Thôi, nên cho mình bú được bao nhiêu thì bú bấy nhiêu nhỉ? Tí lại đi tham khảo cái hú khác nữa. Rồi, số anh em ạ. Chốt 120 xuống 19 anh em. Tài cuối cùng biểu nó tiếp này. Ok anh em nha mình nhá. Video của mình đến đây là kết thúc anh em ạ. Hẹn em ở những cái video sau anh em nha. Mình chúc anh em may mắn và chiến thắng con game Neo 79 anh em. Bye bye anh em.